Chào mừng các bạn đến với kênh Lịch sử 5 phút mỗi ngày. Nếu như bạn là fan của những bộ phim cảnh sát hình sự Việt Nam, chắc rằng bạn thường thấy hình ảnh những ông trùm giang hồ khét tiếng do những diễn viên đóng vai. Có một sự thật là hình ảnh những ông trùm giang hồ trong phim gần như được thiết kế xây dựng dựa trên những giang hồ khét tiếng ngoài đời. Nếu bạn muốn biết về những trùm giang hồ khét tiếng thì hãy cùng kênh Lịch sử tìm hiểu và khám phá phần 2 Top 10 trùm giang hồ khét tiếng nhất Việt Nam dưới video sau đây nhé. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn hãy like, comment và đặc biệt đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Lịch sử 5 phút để nhận được những video hữu ích nhé. Trùm giang hồ thứ 6 Nguyễn Tiến Phương, còn có biệt danh là Phương Linh Hột. Ông sinh năm 1957, trú tại tổ 5 khu 1 phường Ca Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Phát có trụ sở tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Biệt danh Linh Hột là tên gọi kèm theo tên bố mẹ. Đối tượng bị bắt vì liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2009. Hai thanh niên bị bắn tại thôn Lục Trấn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, sau đó bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc và bị thủ tiêu. Biệt danh Phương Linh Hột còn được nhiều người đọc trạch thành cái tên nghe khiếp hơn nhiều: Phương Linh Hồn, tức là đại ca của đất Quảng Ninh, người thét ra lửa, nói có người nghe, đe có người sợ, nịnh bợ có người run. Lớn lên từ một đứa trẻ bất trị, sống ở một vùng sầm uất giao thương như Móng Cái đã khiến Phương ngày càng trở thành bất hảo bỏ trộm cắp vặt. Phương đứng lên tổ chức bảo kê cho những người buôn lậu nhỏ lẻ qua biên giới. Thấy làm ăn ngày càng hốt bạc, Phương đi xa hơn là mở các bến bãi thâu tóm dịch vụ bốc xếp và trung chuyển hàng hóa. Sau một thời gian hoạt động, hắn đã có hẳn một bến tự tạo vận chuyển hàng theo đường sông và coi đó là con đường riêng của hắn. Một số mặt hàng quý hiếm cấm xuất khẩu như gỗ sưa TT, cá sấu vẫn dễ dàng chui qua bên kia biên giới. Vào thời kỳ năm 2006 đến 2007, gỗ sưa là loại gỗ quý hiếm, cấm xuất khẩu, nhưng trong tay Phương vẫn có tới vài container. Phương còn vỡ tiền bằng cách sát phạt thôn tính bạn hàng để thống lĩnh những mặt hàng béo bở. Nếu kẻ nào không hợp tác, hắn báo cho cơ quan chức năng bắt hàng của họ. Nhiều chủ hàng trắng tay, còn ông trùm thì mỗi tháng thu bạc tỷ, có nhiều tiền nhiều tay. Chân Phương tính chuyện mở công ty kinh doanh đa lĩnh vực mang tên Quang Phát. Hắn bỏ vợ già lấy vợ trẻ, biến vợ bạn thành vợ mình. Phương còn xây nhà to, chiếm cả dãy phố, sắm xe khủng. Với mắt doanh nhân, Phương càng dễ bề làm ăn và ngày càng táo tợn, coi rời bằng vung. Cho tới một ngày, tội ác đã được phơi bày khi Phương chỉ đạo đám đàn em sát hại hai nhân viên của công ty Hồng Kông chỉ vì tranh giành địa bàn bến bãi gây thanh thế. Ngày 30 tháng 5 năm 2009, Phương Linh Hột bị bắt vì liên quan đến vụ án mạng này. Sau đó, vào ngày 27 tháng 7 năm 2012, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Phương mức án tử hình. Trùm giang hồ thứ 7 Vũ Thị Hoàng Dung, còn có biệt danh là Dung Hà. Dung Hà tên thật là Vũ Thị Hoàng Dung, 1965 ngày 2 tháng 10 năm 2000, là một trùm xã hội đen ở Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại phố Trạng Trình, Hải Phòng. Từ một dân giang hồ vật trên hè phố, Dung Hà đã từng đạt địa vị cao trong giới xã hội đen Việt Nam ở đất cảng Hải Phòng. Dung Hà sinh ra và lớn lên ở ngõ 23 trên phố Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, là con gái út trong gia đình 4 anh em, có 2 chị gái và 1 anh trai. Giữa năm 1986, khi 21 tuổi, Dung Hà đi tù với bản án 12 tháng do cướp giật đồ của người đi đường ở khu vực chợ sắt, Hải Phòng, bị Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng tuyên phạt. Năm 1991, Dung Hà lại bị bắt giam lần thứ 2 bởi tham gia vào một vụ đánh nhau ở chợ sắt. Lần này, Dung Hà bị xử 7 tháng tù giam. Năm 1995, Dung Hà bị bắt và tòa tuyên 7 năm tù giam do tổ chức đánh bạc có tổ chức. Tháng 9 năm 1998, sau khi ở tù 3 năm rưỡi, Dung Hà được ân xá trở về địa phương. Tháng 10 năm 1998, Dung Hà rời Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh và chọn địa bàn này làm địa bàn kiếm ăn, mở sòng bài tại số 17 Bùi Thị Xuân, quận 1. Rạng sáng ngày 2 tháng 10 năm 2000, khoảng 0 giờ 25 phút, Dung Hà đã bị Hưng Mi Nhon, đàn em của Hải Bánh, bắn chết tại quán karaoke này. Sự kiện này đã khởi đầu chuyên án Z5.01, chuyên án điều tra hoạt động phạm tội của Nam Cam. Trùm giang hồ thứ 8 Nguyễn Thị Phúc, còn có biệt danh là Phúc Bồ. Dưới danh nghĩa là những đội bốc xếp vận chuyển hàng hóa cho các tiểu thương, Phúc Bồ cầm đầu một băng nhóm xã hội đen ngang nhiên lộng hành, bắt nạt và chèn ép dân buôn bán. Thậm chí có tố giác là những người này đã xâm phạm chỗ ở, bắt giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và tiến hành hàng chục vụ đâm thuê, chém mướn, gây thương tích cho một số người. Điểm lạ là dưới trướng Phúc Bồ có khá nhiều đàn ông có máu mặt,
là dân giang hồ chính hiệu băng đảng của Phúc hoành hành mạnh nhất trong khoảng 21 tháng thời gian này. Băng nhóm của Phúc bồ là mưa làm gió đối với dân buôn bán ở chợ Tạm Phùng Hưng và một số khu vực quanh chợ Đồng Xuân. Mặc dù là người cầm đầu băng nhóm, Phúc bồ đã đưa người tình của mình lên làm đội trưởng đội bốc xếp. Phúc là người có óc tổ chức khi biết lập ra các tổ bốc xếp nhỏ ở từng khu vực buôn bán các mặt hàng. Bà ta đã đưa một số đàn em lên làm tổ trưởng và đề ra mức tiền hàng ngày phải nộp cho từng người, từng tổ, từng nhóm. Các đội viên đều tìm mọi cách để đạt chỉ tiêu, nếu không sẽ bị trừng phạt hoặc không cho làm nữa. Do nhiều nguyên nhân, Phúc bồ và Khánh Trắng từng đụng độ nhau rất nhiều lần, chủ yếu để dàn xếp lãnh thổ hoạt động của băng nhóm mình. Sau nhiều lần dàn xếp, cuối cùng khu vực hoạt động của hai băng nhóm cũng được xác lập. Khánh Trắng cai quản khu vực chợ Đồng Xuân, còn Phúc bồ cai quản các khu vực lân cận. Sau này khi bị bắt, Khánh bị bắt trước Phúc chỉ một thời gian ngắn. Sau đó Khánh bị tử hình, còn Phúc phải thụ án 9 năm tù tại trại Nam Thanh Hóa. Chùm giang hồ thứ 9 Dương Văn Khánh còn có biệt danh là Khánh Trắng. Khánh Trắng là một nhân vật cầm đầu băng đảng xã hội đen gồm 19 tội phạm khét tiếng Hà Nội trong những năm cuối của thế kỷ 20. Khánh sinh năm 1956 tại Hà Nội, bị bắt chiều ngày 24 tháng 5 năm 1996 ngay tại nhà riêng của Khánh ở số nhà 31 trên 10 phố Nguyễn Thiệp, Hà Nội, đem ra xét xử, bị lãnh án tử hình ngày 13 tháng 10 năm 1998 tại trường bắn Cầu Ngà, Hà Nội. Theo bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm thì Khánh Trắng phạm 4 tội: giết người, cướp tài sản công dân, trốn thuế và che giấu tội phạm. Khánh phải nhận án tử hình và phải nộp cho nhà nước gần 3,9 tỷ đồng, trong đó có hơn 3,5 tỷ đồng tiền phạt, 350 triệu đồng tiền thuế, tiền án phí, bồi thường cho các bị hại. Khánh Trắng có vẻ ngoài nho nhã, thư sinh, song lại được xem là một sát thủ máu lạnh đội lốt một ông đội trưởng bốc xếp với vẻ ngoài hào hoa lịch lãm và làm nhiều công tác từ thiện đều là để che mắt thiên hạ. Tuy nhiên Khánh Trắng từng có lần bị tạt axit cực nặng và vụ này do chùm giao búa Nguyễn Việt Dũng ở Hải Phòng thực hiện. Giới giang hồ đồn đại rằng, theo đơn đặt hàng của Nguyễn Việt Dũng, đàn em của Dung Hà từ Hải Phòng lên Hà Nội tạt axit Khánh Trắng, đội trưởng đội bốc xếp chợ Đồng Xuân. Thế nhưng sau khi bỏ cả núi tiền chữa sẹo mà không hết, Khánh vẫn không dám dọa hoặc chơi lén lại Dũng. Chùm giang hồ thứ 10, Ngô Chí Thành, còn có biệt danh là Thành Chân. Dù rất im hơi lặng tiếng nhưng Thành Chân mới là đại ca giang hồ thực sự của Hải Phòng trong những năm 2000. Các đàn anh trên giang hồ như Cu Lý, Cu Nền, Lâm Giả, Dũng Bắc Cạn, Oanh Hà, Dũng Ặc, Dũng Đuôi, Dung Hà và kể cả là Nam Cam đều sợ Thành Chân một phép. Thậm chí Nam Cam còn phải nhường nhiều vũ trường, nhà hàng cho Thành Chân và đàn em bảo kê. Thành Chân không cậy thế, hiếp người yếu, người lành mà giúp họ khi họ bị ăn hiếp, bị cướp bóc. Nếu giang hồ Hải Phòng nhắc đến Cu Nên với sự cay cú thì lại nhắc đến Thành Chân với thái độ vừa nể, vừa sợ. Thành Chân có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Năm 26 tuổi Thành Chân chém một tên lưu manh chuyên móc túi đàn em của Cu Nên ở khu vực chợ sắt bị thương vì tên này cướp tiền của một bà cụ. Sau đấy, một mình Thành Chân đấu với 5-6 tên cho đến khi khuỵu ngã đàn em mới dám xông vào giải cứu. Từ đó, nhân vật này được đặt ngang hàng với Cu Nên, Lâm Giả, Dũng Bắc Cạn, Dung Hà, Quý Thành, bởi Thành không ỷ mạnh hiếp yếu, không gây sự với người lương thiện. Khi Dung vào Nam, Thành Chân được cô em đưa vào danh sách trốn chạy cùng đầu tiên và được phong làm phó tướng của băng nhóm. Khi công việc làm ăn rơi vào bế tắc, Thành Chân không muốn vướng thêm vào vòng tội lỗi của quá khứ, Thành Chân sang Canada định cư. Trên đây là 5 trong top 10 chùm giang hồ khét tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. Theo bạn thì ai là chùm giang hồ khét tiếng nhất? Các bạn có ý kiến gì hãy để lại comment dưới video này nhé. Nếu thấy video này hữu ích các bạn hãy like, comment và đặc biệt đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Lịch Sử 5 Phút để nhận được những video hữu ích nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.